hôm nay mình lại đưa thằng Nam Heo với thằng Quả Đen Súc Sinh Đinh Hữu Thoại lên tố tiếp ha. Em vừa hỏi thăm Nam Heo xong chị, nó xài cái nick Hoài Thạch Sơn á. Em nhớ nhá, thằng Nam Heo, mọi người nhớ nhá. Nam Heo là nó xài cái nick Hoài Thạch Sơn. Nó thì viết bài, rồi thằng Quả Đen Đinh Hữu Thoại thì đưa bài của thằng Nam Heo lên. Hai thằng gọi là gì? Một thằng kẻ cặp với một bà già, hai đứa là một kẻ tung người hứng đó, cho nên là Ly thì hai chị em mình cũng không để, cũng phải đưa nó lên để mình giáo dục nó từ từ ha. Bây giờ trước hết mời quý vị nghe nói về vaccine. Ngày mai thì trường Ly là chích vaccine cho giáo viên. Thì cái vaccine này là của nước Anh sản xuất. Ngày mai là nhờ, tại vì Ly hỏi ở y tế thì người ta nói là phân ra 8 nhóm quý vị. 8 nhóm được tiêm vaccine, nhưng mà 8 nhóm phân ra để gì? Để nhóm nào chích trước, nhóm nào chích sau, tức là những nhóm nào cần phải chích trước, ví dụ giáo viên, những người làm nghề nào mà tiếp xúc với nhiều người đó thì người ta cho chích trước. Thì ngày mai là trường Ly là chích cho giáo viên. Thì giờ cái vaccine là Ly hỏi á, thì vaccine là của nước Anh nha, nước vaccine của Anh. Thì Ly cũng sợ mà, cũng sợ cho nên Ly hỏi bác ở bên Pháp, bác chích 2 liều rồi, thì Ly hỏi, Ly ghi cái tên, Ly ghi cái tên của vaccine xong Ly hỏi bác ở bên Pháp. Tên của vaccine là AstraZeneca nha quý vị. Ly nói lại nhé, tên của cái vaccine là AstraZeneca của Anh sản xuất. Thì Ly sợ cho nên Ly hỏi bác ở bên Pháp. Thì bác chích rồi, cho nên hồi đêm á, khi nhận được thông báo của hiệu trưởng là ngày mai giáo viên tập trung để chích vaccine ngừa Covid, thì Ly mới hỏi vậy này, bác ơi, trường con ngày mai chích vaccine cho giáo viên, mà cái vaccine tên này nè, theo bác con có nên chích không? Thì bác trả lời nguyên văn nè, càng lớn tuổi chích càng ít nguy cơ. Vaccine AstraZeneca là thuốc của Anh sản xuất. Ai mà trên 55 tuổi á, thì ít có nguy cơ bị đông máu. Nhớ nhé quý vị, ai mà trên 55 tuổi thì khi chích cái này thì ít nguy cơ bị đông máu. Nhưng xác suất đông máu cho người dưới 55 cũng không cao. Mà ở Việt Nam mình có vaccine AstraZeneca là tốt lắm rồi, con chích đi, bác dặn Ly vậy. AstraZeneca là thuốc của Anh sản xuất, nước Anh thoát được đại dịch là nhờ nó đấy. Còn Pháp thì mua 3 loại, trong đó cũng có cả cái AstraZeneca này, con cứ chích đi. Đó là bác ở Pháp dặn Ly. Thì tại vì Ly rất là tin tưởng bác, bởi vì Ly kết bạn với bác mấy năm nay rồi, và bác cháu thì hay nói chuyện mỗi đêm mà, thì rất là hiểu bác, cho nên Ly rất là tin tưởng bác. Cho nên cái gì mà ở Việt Nam mà bí á, thì Ly hay hỏi bác hoặc là hỏi cô Châu. Đó thì hôm qua khuya rồi thì Ly hỏi, thì thứ nhất Ly muốn đưa lên đây một cái lần này để cho người dân rành. Chị chào Sơn Anh nhé. Tại vì người dân của chúng ta thì cũng chưa rành lắm, và đặc biệt đó, thì theo dõi cái Facebook của thằng Quả Đen Đinh Hữu Thoại, và hầu hết mấy thằng Quả Đen hay lên Face để xuyên tạc đó, thì chúng nó toàn xuyên tạc nói là nhà nước ta sẽ nhập về vaccine của Tàu Cộng, nguyên văn nó nói vậy. Rồi thì nó úp mở nó khẳng định, bởi vì nó biết rõ nhà nước ta không mua vaccine của Trung Quốc tặng mình còn không lấy, thì mình làm gì có, đâu có mua đâu. Nhưng mà nó vẫn, nó cố tình để cho những người dân thiếu hiểu biết, người ta bị dao động nghi ngờ, cho nên nó cứ viết trên úp mở là tẩy chay vaccine Tàu Cộng thế nọ thế kia. Thì Ly nói luôn, bây giờ là nhóm Ly, là nhóm giáo viên trường Ly là ngày mai chích vaccine có tên là AstraZeneca của Anh sản xuất. Và Ly đã tham khảo thì bác nói rất rõ rồi, là như Ly vừa nói không nói lại nó mất công ha. Nhưng mà một lần nữa Ly muốn nói đến, gửi đến mọi người dân Việt Nam là yên tâm. Nếu như giáo viên mà được chúc cô Ly sức khỏe, Ly cảm ơn bác Khánh Nguyên, thì quý vị cứ yên tâm mà chích. Bởi vì sau khi chắc là giáo viên được chích rồi thì sẽ đến nhóm tiếp theo. Bởi vì bây giờ là đến thời điểm là nhà nước ta rất cần chích vaccine rồi. Cho nên là cái vaccine này là Ly cũng không có, Ly hỏi hiệu trưởng là thầy ơi vaccine gì, thì hiệu trưởng gửi vô trong, tại vì trong nhóm thì có lập một cái nhóm chat, chat nhóm, thì hiệu trưởng thông báo chiều mai á, là đi chích vaccine ăn no đấy, thì Ly mới lấy cái tên vaccine đó. Ly điện qua ôi chào cụ Thảo Đậu nhé, Ly gửi cái tên vaccine xong, gửi cái thông báo của hiệu trưởng gửi sang cho bác bên Pháp, thì bác đã nói rất rõ là bác rất là cẩn thận, bác tính bác rất là cẩn thận, cho nên Ly tin rất là tin bác. Rồi Ly đến chiều hôm nay thì Ly cũng hỏi cô Châu cũng khuyên như vậy, là cái vaccine mà ngày mai tụi Ly được chào bác giao thông ha, ngày mai tụi Ly được chích là vaccine của nước Anh sản xuất. Đặc biệt bác nói rõ nè, cái vaccine này thì ai trên 55 tuổi thì ít có nguy cơ bị đông máu, nhưng xác suất đông máu cho người dưới 55 tuổi cũng không cao. Mà bác nói thêm ở Việt Nam mà có vaccine loại này là tốt lắm rồi, con chích đi. Cái vaccine này là vaccine AstraZeneca này là do Anh sản xuất, và nước Anh thoát được đại dịch là nhờ nó đấy. Ha. Còn ở Pháp thì mua 3 loại, và trong đó Pháp cũng có mua cái loại AstraZeneca giống của Việt Nam mình hiện giờ. Cho nên mong quý vị chúng ta yên tâm là nếu mà nhà nước hoặc là chính quyền địa phương kêu quý vị đi chích thì chúng ta chích đi. Rồi đây thì Ly muốn cho quý vị nghe tiếp một cái sự đóng góp. Cái này là cũng là đóng góp, nhưng mà nhà thờ kêu đóng góp, nhà thờ ở ngoài, nhà thờ của thằng linh mục Nguyễn Văn Thăng ở gọi là ở cái nhà thờ Hội Am Hải Phòng, nhà xứ Hội Am Hải Phòng, nó kêu này, kêu gọi tiền ủng hộ làm lan can nhà thờ xứ Hội Am Hải Phòng, nhớ nhé quý vị, làm lan can. Nó ghi ra đây, cái tổng số nó ghi là mỗi một lần đăng là nó gắn tên 49 người, có thể là nó gắn tên 49 giáo dân để nó nhắc nhở mày đóng tiền ấy. Và cái 49 người này thì nó đăng cái phiếu kêu gọi đóng tiền này á, nó đăng 5 lần. Mỗi lần nó gắn thẻ 49 người và nó nói ra 16 hộ đóng góp. Đây thì Ly muốn đọc cho quý vị coi nè. Một là gia đình Cụ Khi và con cháu bên Úc đóng 200 triệu đồng. Gia đình ông Chánh Em là đóng 5 triệu đồng. Gia đình ông Phó Trương Thắng đóng 4 triệu đồng. Gia đình anh chị Thuận Thanh đóng 1 triệu. Anh chị Tam Dung con ông Thắng 500.000. Gia đình ông Lời Thủy đóng 5 triệu. Ông bà Chu 3 triệu. Ông bà Thanh Huyền đóng 500.000. Anh Trình Vlog đóng 300.000. Bà Trương Tho đóng 2 triệu. Gia đình ông Đăng Nhâm đóng 1 triệu. Ông bà Tả Đào đóng 3 triệu. Ông bà Tả Đào 3 triệu. Ông bà Thăng Hóa đóng 2 triệu. Anh Cảnh, ông bà Thăng Hóa, tức là anh Cảnh này chắc con ông bà Thanh Hóa mà viết là anh Cảnh con ông bà Thăng Hóa đóng 1 triệu 500. Gia đình ông 6 VH đóng 1 triệu. Ông bà Vĩ đóng 5 triệu. Và nó thông báo tiếp nè, xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ, mọi đóng góp giúp đỡ sẽ được công khai trên trang Facebook này và trên thông báo của giáo xứ mỗi ngày. Xin gửi hình ảnh lan can cũ và lan can mới đang chuẩn bị làm bằng đá. Dự tính nha quý vị, dự tính là 500 triệu đồng tiền đá lan can, chỉ lan can thôi chứ không phải nhà thờ nha quý vị. 500 triệu đồng tiền đá lan can và 150 triệu đồng để sửa lại mặt thềm cuối. Tài khoản là Nguyễn Văn Thăng, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Sách, Hải Dương. Số tài khoản là 230 320 50 23 1018. Thì đó là quý vị thấy nha, đấy là cũng một cái cách chúng nó thu đóng góp. Mà hôm qua thì có một anh giáo dân ở ngoài Bắc, anh ở Sơn La, thì anh điện cho Ly, anh mừng lắm, anh điện được cho Ly. Thì anh tên Hoàng, anh điện cho Ly, anh kể là nhà anh 4 đời là theo cái đạo này rồi, nhưng mà bây giờ vợ và các con, cha 93 mẹ 95, anh em ai cũng vẫn còn theo, riêng anh thì anh không theo nữa. Và anh điện cho Ly, anh nói, và Ly hỏi sao anh lại để cho anh có cháu rồi mà bố mẹ anh ở Hà Nội gọi điện lên giục anh đưa cháu đi rửa tội, thì anh cứ lần lửa không rửa. Nhưng mà đến sau anh kiểu bố mẹ giục quá để anh phải đưa cháu đi rửa. Cái Ly nói tại sao anh lại để cho cháu anh đi rửa đấy? Đối với anh cái rửa tội không quan trọng, mà anh sẽ tẩy não vợ con anh từ từ, chứ bây giờ làm gấp quá thì nó sẽ xào xáo trong nhà. Chứ anh vẫn được nhà thờ rất là quý, bởi vì suốt ngày ra vận động anh vô làm ông trùm trong nhà thờ. Nhưng mà anh 4 năm nay anh không đi nhà thờ nữa, và anh hay bắt bẻ, hay vặn vẹo, hay hỏi linh mục. Thì mỗi lần mà ngồi có dịp ngồi ăn nhậu với nhau thì là hỏi linh mục, là linh mục né, kiểu như không hỏi vô những cái câu kinh thánh, như là nói tại sao. Anh cũng đưa ra câu chuyện Cain với Abel giết nhau như nào, rồi anh còn nói là Giêsu, anh còn nói là Adam với Eva thực ra là loạn luân, bởi vì Eva là cái xương sườn của Adam. Nói chung anh nói nhiều lắm. Thì anh còn nói vậy nào quý vị, anh nói là ngày xưa cái nhà anh chỉ mới 4 đời đi theo đạo từ lúc Pháp và xâm lược thôi. Thì anh kể là cái có một cái ông đó, ông nói chung ông đó là trong gia đình anh vẫn còn cúng ông, nhưng trước đây là gia đình anh là tổ tiên nhà anh là đạo Phật. Thì bây giờ cái cúng đó đó thì là ngày xưa thời xưa lúc chưa theo đạo giáo là ông đó là theo đạo Phật cho đến lúc ông chết. Nhưng mà đến lúc bây giờ con cháu làm đám giỗ cho ông thì có 8 người con thì cũng đến xin lễ nhà thờ. Mỗi một cái làm đám giỗ đó, đi xin lễ misa đó, là một người như vậy đóng bèo nhất 500 tiền lễ, bỏ phong bì cho cha. Có nghĩa là giỗ, đâm giỗ cái người đó mình không cúng, nó không cúng nha quý vị, họ không cúng, họ không làm cơm cúng, mà họ chỉ vô trong nhà thờ đem phong bì cho thằng quả đen nó ăn, xong nó làm cho cái lễ gì mà nhân danh cha con thánh thần là nọ kia vậy đó. Thế là có 8, ví dụ 8 người chứ không phải con đâu, 8 người cháu chắc gì, nói chung anh em trong họ mà cúng cái ông chết đó ngày xưa là đạo Phật đó. Nhưng mà mỗi người bỏ phong bì bèo nhất là 500.000, nhưng mà cũng có người đóng cả 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu vô cùng lắm, nhưng mà bèo nhất là 500.000. Cái người nghèo nhất là 300.000, còn bình là 500. À, như vậy nha. Nhưng mà quý vị để ý mà coi, cái thằng quả đen đây mời quý vị nghe nhé. Rất thích chị kể về con chiên bỏ đạo. Ly đang kêu anh đó là sẽ lên Facebook. Anh nói bởi vì anh nói hay lắm. Ly nghe anh nói hôm qua, Ly có ghi đây một ít. Anh nói Ly là anh nói vậy này. Đây anh nói được bao nhiêu Ly cứ tranh thủ Ly ghi. Anh nói là trước là đạo Phật, trước gia đình tổ tiên anh là đạo Phật, rồi chỉ mới 4 đời sau này là theo đạo La Mã, rồi bố mẹ các anh chị em thì vẫn theo. Nhưng mà riêng anh á, thì vì là kiểu sợ bố mẹ buồn, bố mẹ năm nay một người 95, người 93 rồi, cho nên anh không tuyên bố bỏ, nhưng mà anh không đi nhà thờ nữa. Rồi hàng ngày thì cái bọn nhà thờ nó vẫn đến, nó kêu anh là nhận vô nhà thờ để vô làm trong ban hành giáo mà nhận cái chức gọi là ông trùm đó, mà anh từ chối, anh không đi. Rồi anh cũng kể như Ly vừa nói đó, tức là ví dụ như cái nhà đó, cái người đó ngày mai đám giỗ đi, thì người đó có 8 người con, thì 8 người con đấy đều vô nhà thờ xin lễ cho cái người ngày mai đám giỗ. Một người bèo nhất 500 đưa cho thằng linh mục bỏ túi vậy đó quý vị. Nó làm cho vài cái lễ ở nhà thờ. Anh kể thì Ly nó bữa nào anh lên trên này anh nói. Quý vị nghe thằng Nam Heo nhé. Quý vị nghe thằng Nam Heo nó ẳng nè. Rồi bắt đầu Ly mới đi từ từ. Nó viết là nó ẩn trên cái Facebook của nó tên là Hoài Thạch Sơn, nhưng mà thực tế là thằng Nam Heo á quý vị. Nó nói là Đoàn thông minh tuyệt vời, Đoàn nhớ phải Đảng nhé, Đoàn thông minh tuyệt vời, chỉ việc kêu gọi, Đoàn ngồi, Đoàn sơi. Những cái thằng này nó thấy nhà nước mình vận động mà được nhiều tiền đó quý vị, cho nên nó lồng lộn lên. Nó lồng lộn lên, nhưng mà quý vị hiểu không, Ly rất là vui, Ly mừng. Cái thứ nhất, qua cái việc đóng góp nhiều tiền đó đó thì chứng tỏ là giữa Đảng và nhân dân được trao cụ anh Đào nhé, giữa Đảng và dân họ đã họ có một cái sự đồng lòng quý vị, mà không riêng gì người trong nước mà người hải ngoại, kể cả những người từng chống cộng mà bây giờ họ quay trở về ủng hộ nhà nước mình, họ ủng hộ tiền vào tài khoản có, họ đưa đến tòa lãnh sự họ nộp có. Thì bây giờ tổng cộng là được rất nhiều tiền, cho nên cái bọn quả đen này nó lồng lộn lên. Tại vì xưa nay nó muốn người dân là không tin yêu Đảng, mà bây giờ cái số tiền cứ mỗi một ngày được công bố lên thì nó lồng lộn lên, nó không giữ được bình tĩnh nữa, cho nên nó dùng đủ mọi chiêu sách để nó xuyên tạc quý vị. Cái thằng Nam Heo nó viết là Đoàn ta thông minh tuyệt vời, chỉ việc kêu gọi, Đoàn ngồi, Đoàn sơi. Dân tình truy vết tận nơi, Đoàn cấm chửi tục, Đoàn ơi, Đoàn tài. Có nghĩa là nó bảo giờ nhà nước ta mới giống như kiểu có cái công văn là không chửi tục, chửi bậy và nọ kia trên cộng đồng mạng đó, cho nên nó xuyên tạc vậy. Nhưng mà cái chửi tục và cái mà giữa cái chửi, tất nhiên Ly không ủng hộ cái việc chửi tục nhé, nhưng mà bây giờ vì cái chửi tục mình cũng lên án, nhưng mà không phải để đưa lên đây để là mỉa mai nọ kia, đúng không quý vị? Thì bây giờ hỏi quý vị này, giữa cái chửi tục và giữa đè một đứa bé 5 tuổi ra hiếp dâm xong giết chết luôn thì ai là có văn hóa, quý vị trả lời cho Ly với. Đó, như vừa rồi một cái thằng là gì, hình như là đứng đầu một giáo họ dưới Bà Rịa Vũng Tàu đó, nó đè một con chiên hàng xóm 5 tuổi ra, nó hiếp dâm xong rồi nó giết chết con người ta đem đi vùi luôn. Thì đó là con chiên đó, văn hóa đó, nhân cách đó, đạo đức của nhà thơ dạy nó đó, mà nó là ông trùm ở trong một, nó đứng đầu, nó ông trùm hay là trong ca đoàn gì đâu quý vị, mới vừa rồi xong. Tiếp tục cái thằng Hoài Thạch Sơn tức Nam Heo nó nói tiếp quý vị, xã hội chủ nghĩa xài hàng China. Nó bảo là Việt Nam chuẩn bị hồ sơ khởi tố kẻ nhận vaccine China cho dân tiêm là vừa. Có nghĩa là nó đưa một cái bài báo ở đâu nước ngoài xài vaccine China đó, rồi bây giờ nó viết ở trên Facebook rằng là Việt Nam chuẩn bị hồ sơ khởi tố kẻ nhận vaccine China cho dân tiêm là vừa. Đại khái nó vẫn cố gắng xuyên tạc, bịa đặt ra nói rằng nhà nước ta mua vaccine China về cho dân chích, nhằm để lừa bịp con chiên. Mà Ly để ý hình như con chiên nó bây giờ cũng né, mỗi một bài viết của nó không quá 5 người comment quý vị, mà bài nó viết vậy chứ không có người vô bình luận, mà chỉ chủ yếu là chia sẻ thôi, không có người bình luận, nhiều nhất là 5 người 7 người vô bình luận thôi. Hầu hết kiểu như chúng nó chán, nó con chiên họ cũng thông minh ra rồi, họ không có ủng hộ như trước đây nữa quý vị. Vaccine Việt Nam chuẩn bị hồ sơ khởi tố kẻ nhận vaccine China cho dân tiêm là vừa. Đại khái nó vẫn lập lờ cho người dân, bị gây hoang mang, gây mất niềm tin trong người dân, để cho người dân và giữa chính phủ có sự nghi ngờ nhau là rằng là chính phủ nhập vaccine China về để chích cho dân. Thì hồi nãy Ly nói cái nhóm đối tượng của Ly, Ly nghe nói là chia ra 8 nhóm, mà cái nhóm đối tượng của Ly là ngày mai chích là Ly nghĩ là một trong những nhóm được ưu tiên chích sớm. Mà là chích ở đây là chích, nó hôm trước nó nói vậy nha quý vị nhé, nó nói là ở nước Mỹ thì kêu gọi dân đi chích là còn có khuyến mãi mà đúng. Hôm nay trường Ly hôm qua thông báo chích vaccine mà Ly thấy nhiều người không muốn chích nha quý vị. Thì bây giờ mà vaccine của Anh nhưng mà họ vẫn cứ sợ không biết là chích vào như nào, bởi vì họ đâu có biết gì đâu, rồi cứ nghe đồn quý vị. người nghe đồn ly trà bác Nguyễn Văn Chiên thì người ta cứ nghe những cái lời xuyên tạc bịa đặt nhất của những cái thằng quả đen này nè, rồi bắt đầu thì người dân hoang mang. Cho nên Trường Ly á là có rất nhiều người không có muốn chích, phân vân lấy cớ quý vị. Có cô thì lấy cớ này, em bị bệnh nọ kia không chích được thì em có phải chích không, cái nọ kia là hỏi rồi. Cho nên Ly sau khi Ly nói với Ly hỏi cái bác ở bên Pháp cũng như Ly thôi, được chích miễn phí nhưng mà Ly cũng chưa phải là vui mừng gì, Ly cũng chưa tự tin. Nhưng mà sau khi Ly hỏi bác bên Pháp xong thì Ly chụp lại cái tin nhắn giữa bác và Ly á, Ly gửi vô cái Zalo của nhóm của Trường Ly. Mà ở đây á, là quý vị thấy rõ ràng vaccine của anh sản xuất mà đến Trường Ly còn chưa tự tin để chích. Nhưng mà chúng nó vẫn cố gắng bịa đặt để gây hoang mang. Nếu mà đúng ra nhé, như vừa rồi á, là đúng ra pháp luật phải nắm cái đầu thằng Nam Heo với thằng Đinh Hữu Thoại này ra, vì cái tội là gì, gọi là tuyên truyền chuyện giống như mấy thằng nghệ sĩ mà vừa rồi bị bắt đó, bị phạt đó quý vị, gọi là thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận. Đúng ra những cái thông tin này là phải bị lôi đầu ra, đúng không quý vị? Nó nói như vậy khác nào là giờ Việt Nam mình nhập vaccine của China về để chích cho dân vậy á, mà không ai đụng tới nó, không ai đụng tới nó. Rồi nó tiếp viết cũng lại cái thằng Hoài Thạch Sơn, Facebook Hoài Thạch Sơn, nhưng mà thực tế Ly nhắc lại của thằng Nam Heo nhé. Nó viết nè, Đảng đào tạo hàng triệu dư luận viên, quý vị nghe nhé, Đảng đào tạo hàng triệu dư luận viên, lực lượng AK-47, hội cờ đỏ ha. Giờ Đảng đòi chống chửi tục, hề như Đảng. Rồi cái thằng Đinh Hữu Thoại thì nó đánh hai thằng một cặp, mà thằng Nam Heo nó dùng Facebook Hoài Thạch Sơn nó viết bài, rồi thằng Đinh Hữu Thoại thì chia sẻ cái bài của thằng Nam Heo lên và hai thằng phụ họa cho nhau. Thì thằng Đinh Hữu Thoại viết là chính xác, có nghĩa là quý vị nghe nhé, trong 10 điều răn thứ 8 là chớ làm chứng dối nha quý vị nha. Điều răn thứ 8 là chớ làm chứng dối, mà hai thằng này nó biết đây là dối mà nó vẫn nói. Quý vị có thấy Đảng ta đào tạo ra một người dư luận viên nào? Không hề có. Bản thân Ly đây, Ly mong được đào tạo làm dư luận viên mà đâu có được. Mình thích được có một cái lớp đào tạo, ví dụ cấp tốc ngắn ngày, hoặc là ít nhất có một cái người, có một cái nhóm, tập hợp một cái nhóm để có một cái đường lối hoạt động. Giống như ngày xưa các cái nhóm, các cái tổ chức yêu nước, Tâm xã rồi Việt Nam, Quang Phục Hội vân vân. Nhưng mà bây giờ những cái người như Ly lên đây nói chỉ là mình nghĩ gì, mình thấy cái gì mà tốt cho dân cho nước thì mình nói thôi, đúng không quý vị? Đó là lời Viên Du nói hả? Đây nè, nó nói vậy quý vị. Đảng đào tạo hàng triệu dư luận viên, lực lượng AK-47, hội cờ đỏ. Giờ Đảng đòi chống chửi tục. Đại khái nó nói là lực lượng này chửi tục. Rồi cái thằng Thoại thì nó bảo là chính xác. Thì bây giờ hai thằng này, nếu mà vì nó không tin quý vị, vì nó không tin, thực ra nó chỉ là lừa bịp con Chiên ngu để nó sống trên đầu trên cổ con Chiên thôi, chứ nó không tin vào cái gọi là kinh tháng quý vị. Nếu nó tin thì nó đã không làm chứng dối, bởi vì làm chứng dối là sa hỏa ngục, là tội sa hỏa ngục rồi. Mà trong điều răn thứ 8 là chớ làm chứng dối, mà cả hai thằng này kẻ tung người hứng, kẻ cắp một bà già cặp với nhau, và kẻ tung người hứng để nói cái chuyện này. Cái chuyện mà nếu có cái chuyện Đảng đào tạo ra lực lượng dư luận viên chẳng có gì xấu để nhận cả, mà nếu đào tạo thì ắt phải có lương, đúng không quý vị? Mà mình thì cũng không được đào tạo, cũng chẳng có lương, chỉ là những người dân thấy chuyện bất bình thì lên đây nói.